Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với wen Trời đất ơi, sao mà wen nghiên cứu mấy cái video uống nước cải thiện sức khỏe, tăng cường sức mạnh đàn ông này kia, bản lĩnh đàn ông này kia sao mai xem trơn vậy? Chắc chắn đó là các bạn đều cứng như đá rồi đúng không? Thì chúc mừng nha. Thì trong cái video ngày hôm nay á, thì wen sẽ chia sẻ với các bạn bí kíp chiều vợ. Trời đất ơi Không biết sao cái kênh của tôi nó có nhiều bí kíp quá các bạn ơi Chắc phải đổi tên kênh thành bí kíp channel <laughs> Tính ra đội nghiệp đàn ông các bạn Tội nghiệp ghê luôn á Thế mà ra cái bí kíp nào cũng coi để mà phục vụ chị em hết trơn Còn chị em phụ nữ á Thì có quay cái video làm đàn ông sung sướng lên tới nóc á Thì chắc chắn một điều đó là cũng chả bao giờ thèm nhìn tới luôn đó, các bạn Lên tới giường mà anh em còn sung sướng mà Biết sướng gì không? Sướng lỗ tai vì bị nghe chửi thôi giờ vô vấn đề chính ha à. À, thì đối với rất nhiều cặp vợ chồng các bạn mà khi các bạn kết hôn á cái việc duy trì chăn gối luôn mặn nồng không còn là cái việc quá là dễ dàng bởi vì nhiều cái yếu tố tác động lắm các bạn nhưng mà cái việc duy trì sự mặn nồng trong cái chuyện chăn gối á lại ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc gia đình nên nó làm như thế nào để mà cải thiện cái tình cảm cuộc sống vợ chồng, cải thiện cái chuyện chăn gối, chiều vợ là rất cần thiết đúng không các bạn? chúng ta có thể thấy rất nhiều cái cuộc hôn nhân tan vỡ á, là do đâu là do không hợp nhau trong cái chuyện chăn gối mà thôi các bạn cái chuyện chăn gối á, nó không mặn nồng khiến cho cái tình cảm vợ chồng nó trở nên rất là lạnh nhạt luôn vậy làm cách nào để mà có thể duy trì được cái đời sống tình cảm trong hôn nhân cho những cái cặp vợ chồng đây thì hãy cùng quen tìm hiểu về những cái bí quyết để mà cải thiện cái chuyện chăn gối chiều vợ ngay trong cái video ngày hôm nay nha thì trước tiên cái chuyện chăn gối nó không còn mặn nồng là do đâu? Và những cái nguyên nhân khiến cho vợ của các bạn không còn mặn nồng trong cái chuyện chăn gối là gì? Có rất nhiều những cái vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đời sống chăn gối của vợ chồng hay là làm giảm cái ham muốn của mỗi cá nhân thông thường nha thì cái người phụ nữ họ ít có ham muốn hơn nam giới nên mà không có gì lạ khi mà vợ các bạn không mặn mà với cái chuyện đó tuy nhiên cái tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hạnh phúc của các bạn ham muốn giảm đi hay là mất đi cái cảm hứng với cái chuyện đó ở phụ nữ có rất nhiều những cái nguyên nhân các bạn một trong những cái nguyên nhân lớn nhất đó là do cái vấn đề tuổi tác. Thì mọi ham muốn đều giảm đi khi mà tuổi tác chúng ta già đi. Thì các nghiên cứu chỉ ra rằng á cái tình trạng lãnh cảm chăn gối thể hiện rõ nhất khi mà phụ nữ họ bước vào cái độ tuổi 45 và sẽ giảm tiếp theo theo cái tuổi mà họ càng lớn thì cái chuyện chăn gối của họ càng giảm thì cái điều này xảy ra do cái tình trạng mất cân bằng hóc môn sinh lý ở cái thời kỳ tiền mãn kinh thứ hai đó, đó là do những cái căng thẳng áp lực trong cái cuộc sống hàng ngày và do công việc đây cũng là những cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giảm ham muốn và cuối cùng đó là vấn đề sức khỏe và Quyên sẽ chia sẻ với các bạn những cái bí kíp giúp chuyện chăn gối trên mặn nồng là gì vì thật ra nó rất là đơn giản luôn các bạn nhưng mà nếu các bạn làm được những cái điều này thì chắc chắn vợ của các bạn sẽ rất là hạnh phúc luôn thứ nhất đó là hãy trò chuyện vui vẻ với nhau mỗi ngày mặc dù các bạn gặp nhau hàng ngày nhưng mà không phải những cái cặp vợ chồng nào cũng dành cái thời gian để mà trò chuyện để mà tâm sự với nhau hàng ngày đúng không các bạn ngay cả bản thân quen cũng vậy nè thường khi thì mỗi người một nơi vậy thôi ai làm việc của người đó vì vậy đôi khi mà các bạn sẽ cảm thấy đó là rất là xa cách không được thân mật với nhau vì vậy đó là hãy trò chuyện với nhau mỗi ngày để mà tạo cái sự thoải mái và gần gũi thứ hai đó là dành cho nhau những cái cử chỉ âu yếm yêu thương các bạn hãy dành cho nhau những cái cử chỉ yêu thương và cái tình cảm nhỏ nhặt chẳng hạn như là một cái nụ hôn vào buổi sáng sớm rất là đơn giản thôi một cái ôm trước khi đi làm hoặc là đi làm về hỏi vợ xem là Vợ ăn cơm trưa hay là công việc của vợ hôm nay như thế nào Những điều tưởng chừng như đơn giản này lại là một cái liều thuốc tình yêu đó nha các bạn Để mà cái người vợ cảm thấy được chăm sóc, cảm thấy được trân trọng và yêu thương mỗi ngày Nó cũng có thể giúp cái người vợ suy nghĩ nhiều hơn về cái vấn đề chăn gối nha Ngoài ra thì vào buổi tối á các bạn hãy dành cho vợ một cái nụ hôn thật là nhẹ nhàng để mà khơi gợi cái ham muốn nụ hôn có thể làm cái tình yêu nó trở nên mạnh mẽ và nồng nàn hơn và mỗi khi ân ái thì người phụ nữ của bạn sẽ cảm thấy đó là họ được yêu nhiều hơn thứ ba đó là hãy nhẹ nhàng khi mà các bạn quan hệ hầu hết phụ nữ nha các bạn họ có một cái xu hướng rất là sợ bạo lực khi mà yêu và họ thích thú cái sự dịu dàng cái sự chiều chuộng của người đàn ông khi mà ở trên giường hơn là cái sự thô bạo vì vậy ở trong tình yêu thì các bạn hãy luôn thể hiện cái tình cảm vuốt phe cơ thể của nhau hãy nắm bắt những cái điểm nhạy cảm của phụ nữ và dùng nó để mà đánh vào cái tâm hồn của họ khi mà quan hệ tạo cái sự thư thái thoải mái thư giãn hoàn toàn để mà phụ nữ họ đắm chìm trong cái cuộc yêu để mà họ đạt được cái cực khoái khi các bà vợ cảm nhận được cái cảm giác cực khoái á, thì họ sẽ ghi nhớ cái cảm giác này và có cái ham muốn quan hệ nhiều hơn nữa thứ tư á, đó là yêu không cần phải hẹn trước các bạn đừng đợi chờ một cái thời điểm nào đó cố định để mà yêu Hãy dành cho nhau những cái cảm xúc rất là tuyệt vời Bất kể khi nào các bạn muốn những lần yêu không hẹn trước sẽ giúp tăng cái cảm xúc xóa nhòa đi những cái lạnh nhạt trước đây mà các bạn có. Ví dụ như bây giờ các bạn hứng giờ nào thì các bạn nên làm cái giờ đó. Hứng buổi sáng thì làm buổi sáng, hứng buổi trưa thì làm buổi trưa. Không nhất thiết phải buổi tối hoặc là đang đi đó tự nhiên bỗng hứng đời rồi làm thôi các bạn. <laughs> Mọi chuyện nó, nó hơi đơn giản như vậy thôi mà. Mà đem lại những cái cảm giác rất là mới lạ cho phụ nữ thứ năm nha đó là hãy luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là một cái điều rất là quan trọng để mà duy trì một cái cuộc sống hôn nhân và một cái mối quan hệ yêu đương đồng thời cái sự tin tưởng lẫn nhau cũng giúp các bạn giảm bớt những cái rào cản trong cái việc đó là gần gũi thể xác cuộc sống hôn nhân bận rộn lịch trình làm việc mệt mỏi và trách nhiệm chăm sóc con cái sẽ khiến cho các cặp vợ chồng cảm thấy đó là rất là mệt mỏi và mất hứng khi mà làm cái chuyện đó tuy nhiên thì theo những chuyên gia nha các bạn các bạn đừng bao giờ để mà tình cảm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng điều này sẽ khiến hai bạn gần gũi và hứng thú hơn trong cái chuyện chăn gối. Thứ sáu đó là hãy chia sẻ với nhau những cái điều khiến mình cảm thấy thăng hoa khi mà yêu. Các bạn đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ với đối tác của mình về cái những cái cảm xúc của mình. Đó việc biết được những cái cảm xúc, những cái điểm kích thích sẽ khiến cho hai người có những cái cuộc chơi ở trên giường hoàn hảo hơn nha các bạn ở các bạn thân mến nãy giờ thì quen đã chia sẻ với các bạn 6 cái bí quyết để mà các bạn muốn cải thiện cái chuyện chăn gối để mà chiều vợ khi mà vợ không mặn nồng cái chuyện đó hy vọng thì các bạn sẽ áp dụng thành công những cái bí quyết này để mà giúp đời sống tình cảm và cái chuyện ân ái của vợ chồng các bạn á ngày càng trở nên tốt đẹp hơn nếu các bạn có thắc mắc và có uh, những cái câu hỏi nào thì các bạn hãy để lại vào cái phần bình luận ở phía dưới video thì em sẽ nhanh chóng trả lời những câu hỏi của các bạn nha các bạn thân mến, video của Wren đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Wren nha các bạn. Bye.